Rồi theo theo con được biết á, cái bánh này là mình chiên xong, để cái cho nó nguội đúng không cô? Mới nhào đường đúng không cô? Nhào đường khoảng mấy ngày mới nhào đường xong là nếu có khách với Phật tử đến gần xa. Bây giờ nguội vậy nào cũng được hết. Vậy là vậy nếu mà còn nóng quá là nhào là không có lên đường nọ đúng không? Dạ. Rồi để trưng bày lên bàn thờ hoặc là cây chuối mình cắt khúc khúc của mình. Khỏi nhào đường. Khỏi nhào đường. À vậy đó. Rồi cái bánh này mình bột gạo hay là bột chợ là mình đi mua ở chợ cô? Mua ở chợ. Mua ở chợ rồi mình làm cái pha với trứng gà trứng vịt gì vô nữa không cô? Bây giờ một ký bột nếp và bây giờ ra thành phẩm quý vị ơi, ra cái bánh gừng của người đồng bào của Khmer chúng người Khmer chúng ta là ra thành phẩm quý vị. Nhào đường ha. Dạ cô tặng cho con cảm ơn. Một ký bột là trứng là khoảng bao nhiêu trứng cô? Một cây 10 ký rồi mấy trứng cô? Dạ. Yeah. Dạ. 200 hột vịt. Nếu mà không có hột vịt là nó không có nở đẹp đúng không? Nó không có nở là mình chiên lên nó không có phồng lên đúng không cô? Dạ. 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 À, thưa quý vị Phật tử gần xa, cái nhà chùa làm bánh gừng để tiếp quý Phật tử gần xa đến với lễ kết giới Sima của chùa Bưng Sơn Ít, viện xã Lý Tú, viện Trần Đề của chúng ta quý vị ha. Rồi xin chúc cô mạnh khỏe, xin mọi người mạnh khỏe hết nha cô. Dạ xin cảm ơn cô nhiều. Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn cô.